Những ngày không quên preview tập 12, Ovi chính thức lộ diện, khiêu chiến với Huệ. Quý vị khán thính giả thân mến, tập 11 Những ngày không quên vừa lên sóng, kết thúc chuỗi ngày bệnh tật của ông Sơn, cả gia đình trở lại vui vẻ sau những ngày mà cả ba chị em Huệ, Thư, Dương vô cùng lo lắng khi ông Sơn bị sốt. Trong khi đó, Cần cũng tự cách ly tại nhà và đóng cửa quán kg. Trong thời gian phải tự cách ly ở nhà, Cần vô cùng buồn bã vì người mà anh quan tâm nhất lại không hỏi han tới anh một lời nào. Sang tập 12, trong trích đoạn giới thiệu tập này, thì chưa tự cách ly được mấy ngày, Cần đã tìm cách bỏ ra ngoài và ngụy trang cho mình bằng một bộ trang phục tự tạo toàn lá cây, khiến cho ông bá cũng phải bất ngờ. Khi ông bá đang đứng nói chuyện với Cần ở ngoài cổng, thì Đào ra thấy bố đang nói chuyện với ai, Đào giục bố đi làm tiếp công việc của mình. Cần vội vàng ngồi thụp xuống để Đào không phát hiện ra. Tuy nhiên, Đào lại nhanh chóng phát hiện ra là ai đó đã mang đến trước cổng nhà mình một đống lá cây. Ông bá thì đang muốn bao che cho Cần, không muốn Đào biết Cần đang ngồi ở trong đống lá cây ấy, nên ông vẫn cứ giả vờ đếm xem là những người thuộc diện cách ly có bao nhiêu người. Đào giục bố nhanh chóng đi làm công việc của mình, còn mình thì sẽ vào nhà lấy dao ra, chặt đám lá cây đó. Chuyện gì sẽ xảy ra khi ông bá đi rồi, còn Cần thì vẫn cứ đứng đó đợi Đào ra. Đào mà cầm dao ra thì Cần biết làm sao mà thoát nạn. Trong một diễn biến khác thì Huệ sau những ngày lo lắng vì việc của chồng mình nên Thư cũng đã cùng Huệ về thành phố để giải quyết việc này. Và khi cô gọi điện cho chồng thì cô Vi đã là người nghe máy chứ không phải là Quốc. Khi Huệ hỏi người đã cầm điện thoại của chồng mình để nghe máy là ai thì cô Vi kia thật trơ trẽn nói với Huệ rằng cô ta là mẹ, mẹ của con anh Quốc. Huệ đã sớm biết có việc chẳng lành từ trước, nên Huệ hết sức bình tĩnh xử lý một cách cao tay khi nói với cô Vi kia rằng không cần biết cô ta là ai, nhưng là một người đàn bà lại tự tiện nghe máy chồng của cô ta thì đã biết rõ nhân phẩm của cô ta là người như thế nào. Câu nói này của Huệ khiến cho cô Vi tịt ngòi không dám nổ thêm một lần nào nữa. Huệ và Thư sẽ xử lý vụ việc này ra sao? Cô Vi kia sẽ hiện nguyên hình như thế nào? Quốc phải giải thích với Huệ ra sao về chuyện này? Tất cả diễn biến chi tiết sẽ có trong tập 12, lên sóng tối mai lúc 21 giờ trên kênh VTV1. Mời quý vị và các bạn hãy cùng đón xem. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị hãy bấm đăng ký kênh tin tức 24 giờ TV để theo dõi mỗi ngày. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật và cung cấp những thông tin nổi bật nhất. Quý vị hãy nhớ đón xem nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!